Test Review Unit 3. Hôm nay thì chúng mình sẽ cùng ôn tập cách để làm sao chúng mình có thể miêu tả một vài đặc điểm về người bạn của mình. Và để cho các con dễ hình dung, cô sẽ miêu tả bạn của cô nhé. Khi chúng mình muốn đặt câu hỏi là người ấy trông như thế nào, ví dụ ở đây cô có một người bạn là con gái, thì mình sẽ hỏi What does she look like? What does she look like? Ví dụ bây giờ cô muốn nói là tóc của cô ấy màu đen, thì mình sẽ nói She has black hair. She has black hair. Cô ấy có một cái mũi, thì mình nói She has one nose. She has one nose. Cô ấy có một đôi mắt màu nâu, chúng mình sẽ nói She has brown eyes. She has brown eyes. Bởi vì con người mình sẽ có hai mắt, cho nên là từ eye của mình sẽ đặt được số nhiều thêm SC đằng sau nhá. Cô ấy có một cái miệng, mình sẽ nói She has one mouth. She has one mouth. Cô ấy có hai tai, chúng mình sẽ nói She has two ears. She has two ears. Tương tự giống như với mắt thì từ ear của chúng mình cũng sẽ thêm SC ở đằng sau nhá. Vậy còn bạn của các con thì sao? Cô rất muốn nghe các con chia sẻ và miêu tả bạn của các con đối với cô. Các con hãy cùng luyện tập ở nhà và nói xem là bạn của mình có những đặc điểm gì nhá. What does she or he look like? Chúng mình sẽ gặp lại nhau ở những video sau nhá. Goodbye!